Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm đảm bảo học sinh trên địa bàn thành phố Kon Tum có sách giáo khoa để học, thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh, thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum và các trường tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc đã tích cực vận động, kết nối các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ sách giáo khoa và thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh. Việc học sinh đủ sách giáo khoa để học, có thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh đã góp phần tích cực trong việc đảm bảo quyền được giáo dục học tập và quyền được chăm sóc sức khỏe của trẻ em trên địa bàn thành phố Kon Tum. Đây là buổi lễ tặng sách giáo khoa cho học sinh vùng khó khăn thành phố Kon Tum. Buổi lễ diễn ra tại trường tiểu học trung học cơ sở Đắc Rơ Va vào chiều ngày 22 tháng 6 năm 2022. Tại buổi lễ này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum tặng hơn 570 bộ sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7 theo chương trình sách giáo khoa mới và tặng 100 thẻ bảo hiểm thân thể cho học sinh khó khăn thuộc 11 trường trên địa bàn thành phố với trị giá 120 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí này được Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum vận động từ các tổ chức cá nhân và các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Khi con được tặng sách, con cảm thấy vui vì những năm trước thì toàn phải tốn tiền để mua. Khi con được tặng sách, con nghĩ là con sẽ học tập tốt và học giỏi hơn. Đảm bảo sách giáo khoa cho học sinh vùng khó khăn là vấn đề đang được ngành giáo dục thành phố đặc biệt quan tâm trong thời điểm này. Nhằm đảm bảo cho học sinh vùng khó khăn có đủ sách giáo khoa để học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã triển khai rất nhiều hoạt động nhằm quyên góp sách giáo khoa tặng học sinh, trong đó có quyên góp sách giáo khoa cũ. Tuy nhiên, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới thì cần nguồn sách mới cho các khối học chương trình mới theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do vậy, năm học 2021-2022, ngành giáo dục thành phố đã tập trung vận động nguồn sách giáo khoa cho lớp 2 và lớp 6. Năm học 2022-2023 là sách giáo khoa cho lớp 3, lớp 7. Với việc tăng cường các nguồn vận động hỗ trợ sách giáo khoa, hầu hết các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Kon Tum đảm bảo được nguồn sách hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi vào năm học mới. Hiện cái chương trình thay sách giáo khoa của Bộ Giáo dục thì trong năm học tới đây thì cái lộ trình thay sách sẽ là của lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Thì đối với xã Đắc Rơ Va là một xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt rất là khó khăn. Nên là Phòng Giáo dục đã chỉ đạo nhà trường là bằng nhiều hình thức liên hệ với các nhà tài trợ để xin tài trợ sách giáo khoa cho học sinh của nhà trường trong năm học 2022-2023. Các em nhỏ này đều là học sinh của trường tiểu học trung học cơ sở Đắc Rơ Va. Năm học 2022-2023 sắp tới, em Y Yến và Y Việt Kinh vào lớp 7 là một trong hai khối học thuộc bậc tiểu học trung học cơ sở học sách giáo khoa mới theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì gia đình thuộc diện khó khăn nên hai em đã được tặng bộ sách giáo khoa mới từ các nhà hảo tâm do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố vận động ủng hộ. Điều này giúp cho hai em rất vui vì đã có sách giáo khoa cho năm học mới. Năm nay con lên lớp 7, nhà trường có tặng một bộ sách giáo khoa. Con cảm thấy rất là vui. Bản thân con và các bạn ở tại xã Đắc Rơ Va đều có hoàn cảnh khó khăn. Khi được tặng sách giáo khoa thì gia đình con và các bạn cũng giảm bớt lo lắng hơn về việc phải mua sách giáo khoa vào năm học mới. Khi được nhận sách giáo khoa, giúp gia đình em và các bạn giảm bớt gánh nặng về việc mua sách. Thời điểm này, nhiều phụ huynh đã bắt đầu mua sắm dụng cụ học tập, nhất là sách giáo khoa cho con em chuẩn bị năm học mới. Tuy nhiên, với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để mua bộ sách giáo khoa cũng là vấn đề đáng quan tâm. Hiện bảng giá chi tiết sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 đã được đăng tải trên website của nhà xuất bản giáo dục. Theo đó, bộ sách giáo khoa lớp 3 có giá từ 177.000 đồng một bộ đến 183.000 đồng một bộ, chưa bao gồm sách tiếng Anh. Bộ sách giáo khoa lớp 7 từ 208.000 đồng một bộ đến 209.000 đồng một bộ, chưa bao gồm sách tiếng Anh. Theo giá này, nếu gia đình có nhiều con em đang trong độ tuổi đi học thì việc mua sách giáo khoa thật sự là vấn đề rất đáng quan tâm. Để giúp học sinh hoàn cảnh khó khăn đủ sách giáo khoa học tập, ngay từ khi bắt đầu nghỉ hè, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã triển khai cho các trường học thực hiện công tác kêu gọi ủng hộ, tài trợ.
Đến thời điểm này, nhiều trường thuộc địa bàn vùng khó khăn trên địa bàn thành phố Kon Tum đã đảm bảo được nguồn sách giáo khoa tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp cho nhiều hộ gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính khi sắp vào năm học mới. Năm nay gia đình tôi có 3 đứa cháu, 1 đứa cháu ngoại, 2 đứa cháu nội để đi học mà không có sách. Giờ nhờ có sách hỗ trợ, rất vui, rất mừng. Tại vì gia đình, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn để mà kiếm tiền mua sách. Năm học 2022-2023, trên địa bàn thành phố Kon Tum có hơn 37.490 học sinh. Trong đó, hơn 9.440 học sinh bậc mầm non, gần 17.900 học sinh tiểu học, hơn 10.155 học sinh trung học cơ sở. Học chương trình sách giáo khoa mới của chương trình phổ thông 2018, năm học 2022-2023 là học sinh các khối 1, 2, 3, 6, 7. Năm học sắp tới là năm đầu tiên học sinh khối 3 và khối 7 dùng sách giáo khoa mới. Để chuẩn bị cho năm học mới là học sinh toàn ngành phải có đủ sách giáo khoa. Để học thì phòng giáo dục đã chỉ đạo cho tất cả các trường thực hiện niêm yết công khai cái bộ sách giáo khoa của nhà trường tại đơn vị và công khai trên trang web của trường, đồng thời thông tin đến phụ huynh học sinh cụ thể bộ sách giáo khoa để thuận lợi cho việc mà mua sách giáo khoa cho con em cho năm học mới. Ngoài ra, ngành giáo dục thành phố đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, kêu gọi các nguồn hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hay là phòng giáo dục đã phát động cái phong trào toàn ngành, cán bộ giáo viên nhân viên và vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, có đủ sách giáo khoa để học. Và mục tiêu phải đạt là tất cả học sinh của ngành phải có đủ sách giáo khoa và đồ dùng để chuẩn bị cho năm học mới. Và tính đến ngày hôm nay thì phòng giáo dục cũng như các trường đã vận động được trên 2.500 bộ sách và trị giá trên 500 triệu đồng. Thời gian qua, song song với việc kêu gọi các nguồn tài trợ sách giáo khoa, ngành giáo dục thành phố Kon Tum còn tăng cường công tác vận động hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là buổi lễ trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học trung học cơ sở xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum diễn ra vào chiều ngày 23 tháng 5 năm 2022. Tại buổi lễ này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao gần 220 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 70 triệu đồng. Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh do Quỹ Tâm nguyện Việt thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Trường tiểu học trung học cơ sở xã Ngọc Bay có hơn 820 học sinh, trong đó có khoảng 60% đã có bảo hiểm y tế. Việc trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia bảo hiểm y tế lần này góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh có bảo hiểm y tế trong nhà trường lên trên 90%. Việc tài trợ này giúp các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được khám chữa bệnh nếu không may bị bệnh. Với trường tiểu học trung học cơ sở Ngọc Bay là có 99,6% là người dân tộc thiểu số, thì việc các em được gia đình quan tâm mua bảo hiểm y tế là một vấn đề khó khăn, bởi điều kiện kinh tế gia đình của các em thu nhập nó còn hạn chế. Được thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh, được Quỹ Tâm nguyện Việt thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 217 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh là một nguồn động viên rất là lớn và đã giúp cho em có được sự an sinh xã hội được tốt hơn. Thực hiện quyết định số 861 của Chính phủ, trên địa bàn thành phố có một số xã thay đổi về khu vực dẫn đến nhiều người dân không được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đa số là người dân tộc thiểu số, trong đó có đối tượng học sinh. Trước tình hình này, ngành giáo dục thành phố đã chú trọng kêu gọi các nguồn tài trợ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp cho học sinh có điều kiện được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Việc đẩy mạnh kêu gọi các nguồn hỗ trợ sách giáo khoa, bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của ngành giáo dục thành phố Kon Tum không chỉ góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy học, duy trì tốt sĩ số học sinh ở vùng khó khăn, mà còn góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác, chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố Kon Tum. Cụ thể, tác
tác động tích cực đến việc đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em, đó là quyền được giáo dục, học tập và quyền được chăm sóc sức khỏe.